Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ryan Làm Fitness tại Gym Vietcham Fitness and Yoga quận 2. Rồi, cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn. Đây, ngày hôm nay thì mình đang cầm trên tay một cái quyển tạp chí, nó rất là hay. Và cách đơn giản nhất để đốt mỡ thừa đó là như thế nào? Thật sự thì xem hết video này các bạn sẽ thấy chẳng có cách nào gọi là đơn giản nhất để đốt mỡ thừa. Mặc dù những điều đó nó hiện hữu hàng ngày xung quanh bạn, nhưng mà quan trọng là bạn làm được bao nhiêu phần trăm trong số đó. Bất kỳ một công việc gì, kể cả công việc tập tạ, công việc tăng cơ, giảm mỡ hay những công việc khác trong cuộc sống của bạn, một điều duy nhất luôn luôn đúng đó là nếu bạn muốn làm hoàn thiện nó, bạn phải dành thời gian cho nó, đầu tư công sức cho nó, và trong một khoảng thời gian dài có rất nhiều cách giảm mỡ hiệu quả. Tuy nhiên, bạn áp dụng được nó như thế nào và trong khoảng thời gian bao lâu, nó sẽ quyết định được rằng cơ thể của bạn có giảm mỡ hay là hiệu quả tới một mức độ nào đó hay không, đúng không? Rồi, một cách đơn giản nữa là bạn hãy lấy một quyển nhật ký ra, bạn mua một cuốn sổ, bạn ghi lại ngày hôm nay bạn có đi tập hay không, một tuần bạn tập được 3 buổi, 4 buổi hay 5 buổi hay không, rồi chế độ ăn của bạn hay là những cái vấn đề mà liên quan tới việc giảm mỡ mà mình sẽ nói sau đây, bạn có thực hiện đúng nó hay không. Cứ mỗi lần bạn không đúng thì bạn tự trừ của bạn một điểm, xem thử là đến bao nhiêu giờ thì bạn có thể đạt được 60 trên 60 điểm trong 6 ngày một tuần. Ok, không khó đâu. Ví dụ như hôm nay bạn có 10 điểm để hoàn thành, bạn không ăn sáng, bạn trừ 1 điểm, bạn ăn quá ít rau, bạn trừ 1 điểm, bạn ăn đồ ngọt hay bắp rang bơ, nước ngọt có ga, bạn trừ 1 điểm, bạn không đi tập, bạn trừ 1 điểm, bạn tập không đủ bài tập, bạn trừ 1 điểm, bạn tập không tốt bài tập, bạn tập không kịp thời gian, bạn cũng trừ bạn 1 điểm. Như vậy thì nếu mà bạn không thực hiện được những việc đó là bạn chỉ còn có 2 điểm trên 10 và một tuần bạn chỉ có là 10 điểm, 10 đến 12 điểm trên 60 điểm. Học sinh yếu ở lại lớp và bạn sẽ phải thực hiện lại việc đó. Rồi, đơn giản như vậy. Đầu tiên, một cái vấn đề đó là tập tạ nặng. Mình sẽ đọc cho bạn nghe là tạ nặng, lượng tiêu thụ oxy sau luyện tập cao, nghĩa là hệ trao đổi chất của bạn đang hoạt động tích cực hơn sau buổi tập. Các nhà khoa học ở Đại học Sport and Physical Education Naui đã phân tích nhiều nghiên cứu và tìm ra rằng luyện tập tạ nặng hơn với số rep ít hơn cho hệ trao đổi chất hoạt động tích cực hơn so với tập tạ nhẹ nhưng nhiều rep. Đừng bỏ hẳn luyện tập nhiều rep, nhưng bạn nên thỉnh thoảng tập nặng với 3 đến 7 rep để tối ưu hóa lượng calo đốt cháy sau buổi tập. Rồi, chúng ta sẽ cùng bàn tới vấn đề này, đó là tại sao với nam, chủ yếu là với nam nha, chứ với nữ thì mình không nghĩ là họ thường xuyên họ tập tạ nặng. Nhưng có hai cách khác nhau. Tập nặng ở đây nó bao gồm cả ý nghĩa của việc là nâng cái mức tạ nặng lên hoặc là tập với cái cường độ nặng hơn. Cả hai điều này nó đều mang lại cho bạn một cái việc là bạn sẽ tăng cái lưu lượng trao đổi chất tốt hơn, hãy sử dụng nhiều oxy hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Nghĩa là khi mà bạn đẩy cái cường độ cơ thể của bạn cao lên về mức hoạt động thì nó sẽ ngay lập tức nó giảm mỡ cho bạn nhiều hơn. Không phải lúc đó mà là sau khi cái buổi tập. Tại vì cái cường độ cao trong cơ thể của bạn thì khi bạn hoạt động, cái mức tiêu thụ năng lượng nó nhập gì. Sau buổi tập người bạn nó vẫn còn nóng, khối lượng cơ của bạn khi bạn tập nặng nó có sự tổn thương nhiều hơn. Và như vậy thì sau buổi tập nó còn cái sự phục hồi nhiều hơn. Nó dẫn đến việc là bạn sẽ sử dụng nhiều năng lượng thừa hơn để nó tái tạo cơ thể và tiêu hao được một cái lượng năng lượng lớn hơn cho cơ thể của bạn. Điều này đúng với cả nam khi tập tạ nặng, nghĩa là nâng cái mức tạ nặng hơn, tập những cái hiệp từ 4 đến 6 rep với mức tạ nặng hơn có 80-90% sức. Và đúng đối với cả nữ nếu các bạn tham gia vào những cái bài tập thể lực nặng hơn, ví dụ như squat nhảy lên hoặc squat cầm với miếng tạ, hoặc là nhảy xa, hoặc là nhảy cao, hoặc tập liên tục với cường độ những cái bài tập thể lực, hoặc là chạy nước rút, hoặc đạp xe nhanh, thì khi bạn đẩy cái cường độ lên, cái lượng oxy ngay lập tức thời điểm đó nó tăng cái VO2 max của bạn lên tối đa. Bạn dùng nhiều oxy hơn trong cái khoảng thời gian đó, nó dẫn đến việc là sau khi buổi tập, cái mức tiêu hao oxy của bạn và nhịp tim của bạn nó sẽ không nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường và bạn cần nhiều thời gian phục hồi hơn. Điều đó dẫn đến việc là cơ thể của bạn sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn rất là nhiều so với trạng thái bình thường. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với vấn đề thứ hai, đó là vấn đề tiêu hóa chậm. Có những cái nghiên cứu ghi rằng khi bạn tiêu hóa chậm, bạn ăn tinh bột tiêu hóa chậm như gạo lứt, yến mạch và bánh mì nguyên hạt, có giữ insulin ở mức thấp và duy trì quá trình đốt mỡ cơ thể của bạn hiệu quả hơn. Nghiên cứu tại Đại học Penn State tìm ra rằng những người theo chế độ ăn ít calo và nguồn tinh bột nguyên hạt sẽ giảm được lượng mỡ đáng kể so với những người ăn ít calo nhưng dùng tinh bột hạn chế hoặc là tinh bột mà hấp thụ năng lượng nhanh. Ok, vấn đề này thì mình đã nói đi nói lại rất là nhiều, cái vấn đề về tinh bột hấp thụ nhanh và tinh bột hấp thụ chậm.
nó có sự khác biệt rất là lớn. Đó là về cái đầu tiên là về cái giá trị dinh dưỡng của nó. Các bạn cứ hình dung như thế này, là những cái tinh bột hấp thu chậm là khi bạn đưa vào cơ thể, cái lượng đường của nó giữ ở cái mức bình ổn, bình như thế này, so với cái lượng mà tiêu năng lượng bạn tiêu thụ nó cũng ở mức bình bình gì. Thì hai cái đó bạn xài nhiều hơn chút, bạn dùng nhiều hơn chút, bạn ăn vô hơn chút, nó nạp vô cơ thể bạn chút, thì cái lượng calo nạp vào cơ thể của bạn trong một thời điểm nó không quá nhiều. Đặc biệt là những cái khoảng thời gian bạn phải để ý là những khi mà bạn ăn nhiều, nó không phải là cái khoảng thời gian mà trước buổi tập hay sau buổi tập của bạn, mà là đó là khoảng thời gian mà bạn không tập hoặc nghỉ ngơi, ví dụ buổi sáng hoặc buổi trưa, đúng không? Khi bạn làm việc, năng lượng của bạn không sử dụng đến mức gọi là quá nhiều như khi so với bạn lúc mà bạn mới tập luyện xong hay là bạn chuẩn bị bạn tập luyện. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu mà trong cả ngày bạn ăn những loại tinh bột hấp thu chậm, ví dụ như là gạo lứt, yến mạch, hoặc là... Chị ơi, em đang quay camera. Trời, sorry các bạn. Nghĩa là đồng nghĩa với việc là trong một ngày khi mà bạn ăn những cái loại mà hấp thu chậm, ví dụ như là gạo lứt, yến mạch, thì năng lượng đưa vào cơ thể của bạn nó cũng chậm. À, cái này khác nhau nha. Một lạng gạo trắng với một lạng gạo lứt, về cơ bản năng lượng của nó là tương đương nhau. Nhưng trong gạo trắng phần lớn của nó chỉ có năng lượng và nó giúp bạn hấp thụ rất là nhanh. Bạn ăn gạo trắng rất là dễ bởi vì trong gạo trắng có rất ít chất xơ và những vi chất khác. Trong gạo lứt cùng một mức năng lượng như đó nhưng chất xơ của nó nhiều hơn, nghĩa là bao tử của bạn tốn công, tốn thời gian, tốn sức để tiêu hóa và hấp thụ nó lâu hơn cái gạo trắng, thì cái mức năng lượng đưa vào cơ thể của bạn nó chắc chắn nó sẽ chậm hơn. Và khi nó chậm hơn, nó sẽ duy trì cái mức ổn định năng lượng trong cơ thể của bạn, nó không làm năng lượng của bạn tăng cao đột ngột. Khi nó tăng cao đột ngột, bạn không tiêu thụ hết, nó sẽ đưa ngay lập tức tạo thành mỡ thừa. Và đây là vấn đề cực kỳ đáng lo ngại đối với một bộ phận các khách hàng của mình, cũng như một bộ phận mọi người trong cộng đồng hiện tại là dùng quá nhiều những sản phẩm, ví dụ như là trà sữa. Theo một cái thống kê mà mình mới đọc báo zin.vn sáng nay, thì ở thành phố Hồ Chí Minh có hơn khoảng 1.000 cửa hàng trà sữa với bán mức bình quân là 500 ly mỗi ngày, tức là mỗi ngày là bán được 500.000 ly trà sữa. Ồ, các bạn sử dụng một cái mức lượng đường, tại vì trà sữa nó có gì trong đó, trà nè, đường nè, sữa nè, nó mới có vị ngọt. Khi bạn hấp thụ một lượng ngọt vậy, đặc biệt là ở giới văn phòng nó vừa ngồi nhiều vừa ăn nhiều, tôi đảm bảo luôn, đảm bảo các bạn ăn ngồi, đặc biệt phụng vữ ở giới văn phòng, các bạn thì hoàn toàn và rất dễ dàng các bạn ăn hơn 2.000 calorie một ngày. Với cân nặng bình quân của bạn chỉ có 55 kg, và 50 đến 55 kg bạn chỉ còn 1.500 calorie một ngày thôi, nhưng mà muốn quất một ly trà sữa đã đắp vô nó 500 calo một ngày rồi, chưa chắc gì một ngày bạn uống một ly, đúng không? Có nhiều người một ngày sáng bánh kem, trưa tiệc công ty, chiều bánh kem sinh nhật bạn ABCXYZ, rồi sau đó uống trà sữa, rồi tối lại đi tiệc, thì nghĩa là một ngày bạn hoàn toàn có thể nạp hơn 2.500 calorie đối với phụ nữ, đặc biệt ở giới văn phòng. Điều đó dẫn đến việc là cái lượng mỡ trong cơ thể của bạn nó sẽ dư và nó nhiều ra rất là nhiều. Và khi cái mức năng lượng của bạn bị đẩy lên cao vậy, qua nhiều ngày, qua nhiều tháng, mức tích tụ lượng mỡ thừa trong cơ thể của bạn, đặc biệt mỡ bụng ở nữ giới, mỡ ở ngay phần bắp đùi, tại vì cơ thể của bạn nó không dùng năng lượng phần đó, nó sẽ tích tụ vào những vùng đó, đặc biệt là những công việc mà bạn phải ngồi nhiều, ví dụ như những công việc liên quan đến việc ví dụ như lễ tân, tiếp tân, hay là những vấn đề đó, vấn đề ngồi văn phòng, các bạn đều phải ngồi rất là nhiều. Nhưng vấn đề ăn của bạn, bạn hoàn toàn rất dễ để bạn uống hết một chai coca nước ngọt khi bạn mệt. Đó là phản ứng bình thường của cơ thể, bạn phải kiểm soát được vấn đề đó. Nói thật sự đơn giản để kiểm soát, nhưng mà số người có thể kiểm soát được sau khi coi video clip này của mình đó là rất là ít, chắc chắn luôn. Bởi vì đó là thói quen của bạn, một là bạn quen, hai là bạn bị rủ rê. Và cái mà bạn bị rủ rê, bạn sẽ rất khó từ chối. Ví dụ như trong một văn phòng đi, đến một ngày sinh nhật của một bạn nào đó, bạn được mời bánh ngọt, bánh kem và trà sữa, bạn sẽ rất khó từ chối đó. Tuy nhiên bạn nên hạn chế ăn nó ít lại. Không ai ép bạn uống hết một ly trà sữa cả, bạn chỉ có thể uống bớt lại. Mỗi cứ thứ bạn bớt một chút và bạn bắt đầu bạn tập thói quen. Từ những việc bạn bớt đồ ăn ngọt, bớt đồ ăn đường, bạn thay thế bằng trái cây, rau củ quả, thay thế bằng những tinh bột hấp thu chậm và tập thể thao nhiều hơn, thì cơ thể của bạn sẽ thay đổi ở cái lĩnh vực và dinh dưỡng trước cái đã. Sau đó hãy đến cái việc mà bạn tập luyện, bạn hiểu không? Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với vấn đề tiếp theo mình muốn nói nữa, đó là ăn chất béo. Không phải chất béo nào cũng tạo ra mỡ thừa, nhất là những omega 369, thậm chí còn hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa.
cố gắng để chất béo có lợi chiếm 30% trong tổng năng lượng hàng ngày. Chất béo có lợi có trong những loại cá như cá hồi, cá mòi, cá chích, dầu ô liu, bơ đậu phộng và quả ốc chó. Rồi, tại sao những cái chất béo có lợi nó lại cực kỳ hữu ích cho cơ thể của bạn? Ở đây chúng ta sẽ đi vào một cái vấn đề, đó là khi chất béo có lợi trong cơ thể của bạn, bạn phải phân biệt được có hai loại chất béo. Một là chất béo có lợi, hai là chất béo không có lợi đối với cơ thể của bạn. Chất béo có lợi nó có nguồn gốc xuất phát từ mỡ thực vật, từ cá. Và chất béo không có lợi nó là bao gồm mỡ động vật trong thịt đỏ, trong thịt heo, trong thịt bò. Hai cái vấn đề này nó hấp thụ chất béo khác nhau. Thì chất béo như mình nói rồi, nó có hai loại. Như vậy thì các bạn sẽ lựa chọn gì? Giống như vừa rồi mình nói, nghĩa là các bạn sẽ phải ăn nhiều cá hơn, ăn nhiều chất béo từ thực vật, từ các loại bơ, các loại đậu. Nó sẽ tốt hơn cho bạn rất là nhiều so với việc là bạn lựa chọn chất béo từ thịt heo, thịt bò. Tại sao? Thứ nhất như thế này, cái chất béo nó có hai vấn đề của nó. Một là những cái chất béo từ nói chung là chất béo tốt á, từ cá hồi, nó có những cái vi chất gọi omega 369, và chất béo từ thực vật nó giúp cho cơ thể của bạn hấp thụ chất béo và tiêu thụ phối hợp với protein và tinh bột để xây dựng cho bạn một cái lượng chất béo, nó đưa vào những phần cần chất béo. Nó dễ hiểu là như vậy. Còn những chất béo mà nó bão hòa thì nghĩa là khi cơ thể của bạn nó sẽ không hấp thụ và đưa cái lượng chất béo đó từ mỡ động vật nè, gan nè, mỡ bò, mỡ heo, nghĩa là cái những cái loại chất béo đó nó không, nó một cách cực kỳ cho các bạn dễ hiểu đó là nó không hấp thụ và đưa vào những phần nó còn đưa, ví dụ như là ngực, mông, mà lại đưa vào những phần mà nó không cần đưa, ví dụ như nó tích vào bụng. Đơn giản dễ hiểu rồi, không còn phải giải thích phức tạp. Thật sự mà nói thì cái số lượng mà mọi người ăn thịt nó sẽ nhiều hơn số lượng mọi người ăn cá. Bởi vì thứ nhất, một á là những loại cá, ví dụ như mình nói như là cá hồi, cá ngừ, cá thu, những loại cá đó mắc hơn so với thịt rất là nhiều. Nhưng so về cái giá trị dinh dưỡng nó mang lại cho sức cơ thể của các bạn thì nó tốt hơn. Thêm nữa một điều là phần lớn, nói chung là những cái nghiên cứu mà mình dành thời gian để mình nghiên cứu ra, thì dân văn phòng họ hay ăn thịt nhiều hơn các bạn ăn, là ăn cá. Và dân văn phòng là những cái đối tượng mà cái lượng mỡ trên cơ thể của họ dễ dàng hấp thụ, tích tụ theo một cái thời gian, do cái chế độ làm việc và cái chế độ sinh hoạt cũng như chế độ ăn. Bạn dễ dàng tìm thấy thịt heo, mỡ, thịt ba chỉ hay những loại thịt bò mà rất nhiều chất béo xung quanh các khu vực làm việc để bạn ăn. Nhưng bạn sẽ rất khó tìm thấy những nơi bán được những loại cá và dinh dưỡng tốt, cũng như là những nơi mà nó bán rất nhiều rau cho bạn để bạn ăn. Điều đó đồng nghĩa với việc là nếu mà bạn muốn có một xây dựng một cơ thể khỏe mạnh hơn, đẹp hơn và có một lượng chất béo tốt đưa vào cơ thể, một là bạn phải tự chuẩn bị bữa ăn, hai là bạn sẽ phải có dành thời gian một cái sự quan sát, cũng như là việc là bạn sẽ phải lựa chọn kỹ hơn về cái dinh dưỡng đưa vào cơ thể của bạn. Nó giống như là thay vì nếu bạn không thể ăn thịt heo, hoặc là không nên ăn thịt heo nhưng quá nhiều và những cái phần mỡ, bạn có thể lựa chọn thay thế nó bằng thịt gà, đúng không? Rồi, thay vì là bạn ăn thịt heo kho tàu đi chẳng hạn, thịt heo với trứng, thịt heo trứng kho tàu, nguyên một cái phần thịt mỡ lớn như vậy, bạn có thể thay thế nó bằng canh chua cá, nó sẽ tốt hơn cho bạn rất là nhiều. Đó là những cái ví dụ điển hình trong cái việc thay thế chế độ, thay thế cái bữa ăn của bạn, thay thế cái chế độ ăn. Cũng như vậy, thay vì việc bạn lựa chọn các hình thức và thích ăn nhanh, ví dụ như là pizza đặt tại bàn, hoặc là những món ăn nó quá nhiều dầu mỡ, ví dụ như gà rán, KFC chẳng hạn như vậy, thì bạn hoàn toàn có thể thay thế nó bằng những bữa ăn lành mạnh hơn nếu bạn siêng, bạn chuẩn bị. Cái điều này thì mình khuyên nha, cơ thể của bạn nó sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều, mà nó còn bạn xây dựng cho nó một cái chế độ quen với việc là ăn uống tốt hơn và lành mạnh hơn. Chịu khó một xíu, sáng sớm, dậy sớm, nấu ăn mang theo một chút, nó vừa tiết kiệm vừa tốt cho bạn. Nó thiệt luôn á. Tại vì khi đó bạn sẽ có một cái việc là bạn quan tâm đến cái việc bạn thật sự bạn ăn gì vô cơ thể của bạn, để mang lại cho bạn giá trị sức khỏe gì và như thế nào, đúng không? Còn nếu mà bạn vẫn tập luyện, vẫn quyết tâm tập luyện mà bạn bại đâu ăn đó, cái gì bạn cũng ăn được hết, hoặc là bạn dễ dàng mà ăn với tất cả các thể loại, thật sự điều đó không mang lại giá trị sức khỏe dành cho bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến một vấn đề, đó là nghỉ ít. Nghĩa là trong một cái khoảng thời gian tập luyện, một cái buổi tập, một bài tập,
Những nhà nghiên cứu tại Đại học Cao đẳng New Jersey khám phá rằng những người nghỉ ít hơn 30 giây giữa các set đốt cháy calo nhiều hơn 50% so với những người nghỉ 3 phút. Rồi, cái vấn đề nghỉ này nó rất là quan trọng. Phần lớn mọi người tới phòng gym nghĩ là mình tới đây mình tập 30 phút, 60 phút. Thật sự bạn tới phòng gym, bạn ở đó trong 60 phút chứ không phải bạn tập 30 phút. Chúng ta định nghĩa lại, tập luyện là khi mà cơ thể của bạn bắt đầu vận động và bạn cảm thấy mất sức, hoặc là khi cơ thể của bạn không dừng lại mà bạn phải chuyển động với một cường độ bạn cảm thấy mệt thì bạn mới gọi là tập. Chứ nếu mà bạn, ví dụ như bạn ngồi, bạn ôm một cái ghế gập bụng, bạn gập cỡ 15 cái nhưng mà cả 15 cái bạn không hề cảm thấy mỏi, đồng nghĩa với việc là cái đó bạn không tập. Tại sao tập là phải có hiệu quả và bạn phải cảm thấy mỏi? Ví dụ như với những động tác tập bụng, bạn phải co và cuộn cái cơ bụng bạn vào sát nhất có thể để bạn cảm thấy làm sao trong khoảng 10 cái thôi bạn phải cảm thấy mỏi. Bạn phải gồng được cái cơ bụng, bạn phải thả thật chậm nó xuống, bạn gồng và bạn hít sâu vào, bạn cảm nhận bạn siết chặt cái cơ bụng lại, thì khi đó chỉ còn cỡ 10 cái thôi là bạn mỏi. Còn nếu cũng cùng với một động tác tập bụng đó, bạn tập bằng kỹ thuật ABCXYZ gì mình không biết, nhưng mà bạn có thể tập 20 cái mà bạn vẫn có thể tập được và bạn không cảm thấy mệt, đồng nghĩa với việc như vậy là bạn không hiệu quả, và như vậy là không đồng nghĩa với việc là trong lúc đó bạn không phải là đang tập. Bạn hiểu không? Hoặc là bạn vô một phòng tập, cái mong muốn của bạn là hầu như bạn biết tập tất cả các loại máy, tất cả các máy tập bụng. Thực chất là khi bạn biết càng nhiều cái máy tập bụng, bạn tập càng không hiệu quả và mỡ bụng của bạn nó vẫn nằm y nguyên chỗ đó. Bởi vì không quan trọng là bạn biết được tập luyện bao nhiêu máy, mà quan trọng cái cách thức bạn tập luyện như thế nào. Giống như mình nói, với cái ghế tập bụng, làm sao mà bước lên đó bạn chỉ cần gặp 10 cái thôi bạn mỏi, đó là bạn tập hiệu quả. Bạn gặp 100 cái bạn không mỏi, thôi bạn đi về đi, bạn không còn phải tập luyện nữa. Hoặc là khi mà bạn ngồi, bạn tập luyện, bạn ôm một cái máy tập luyện đó, một cái ghế tập bụng đó, một cái máy tập bụng đó, bạn gặp tới 30 cái, mà mỗi cái bạn tập nó vừa đã không mệt rồi, bạn không vô cơ rồi, và bạn còn ngồi bạn nghỉ, bạn bấm điện thoại trong 3 phút nữa. Như vậy thì thực sự là cả một cái quá trình tập luyện của bạn trong mỗi buổi tập, bạn thật sự tập như vậy nó không hề có một hiệu quả một chút nào. Hoặc là mỗi máy tập bạn tới bằng tập luyện, bạn đều theo phương án mình đúng gọi đúng từ, đó là cưỡi ngựa xem hoa. Đặc biệt là đối với phụ nữ, với nam giới luôn, chưa chắc gì bạn tập luyện nam giới thì có thể khá hơn một chút trong vấn đề về tập luyện này. Các bạn nữ còn phải thật sự lưu ý cái vấn đề này, mình phải nói thẳng. Nên nếu bạn nào mà sợ mất lòng thì mình chịu. Nhưng với phụ nữ, có nhiều người đến phòng tập, cái máy nào các bạn cũng sợ tập nặng hết trơn, các bạn cũng gài mức tạ nhẹ nhất hết. Thực chất là với máy tập tại phòng gym, người ta dùng cái mức tạ nhẹ nhất, đó là một cái mức tạ cân bằng tĩnh của cái máy tập, để mà nó ổn định ở mức đó và nó không ảnh hưởng đến kết cấu máy tập, chứ không phải là cái mức đó để bạn tập. Cái mức bạn tập là ít nhất từ cái mức mà nhẹ nhất á, bạn phải tăng thêm cỡ 2-3 nấc. Bạn máy tập làm sao bạn tập khoảng 10-15 cái bạn cảm thấy mệt. Ví dụ như cuốn tay 10-15 cái bạn phải cảm thấy mệt, bạn phải bắt đầu hơi thở dốc với nó, hoặc là bạn cảm thấy rất mỏi mà không thể tập thêm được. Chứ nếu mà bạn cùng một buổi tập, bạn lựa chọn nó quá nhẹ đi, bạn có thể tập được 30 cái, thậm 50 cái, nhưng mà bạn tập có 10 cái, xong bạn đứng dậy bạn đi đúng một vòng phòng tập 500m² là bạn đi hết phải 2 phút, xong bạn quay lại bạn làm gì? Cả buổi tập bạn ôm một cái máy bạn tập, mà thậm chí bạn còn không đổ một giọt mồ hôi nào, bạn không thở dốc. Nghĩa là cả buổi tập đó bạn đến phòng tập để bạn ở trong phòng tập và xuất hiện trong phòng tập, và hoặc là check in trong phòng tập, chụp hình các kiểu, nó bạn không phải tới phòng tập để tập. Tới phòng tập để tập là cái khoảng thời gian bạn phải thật sự đủ mệt và nhanh chóng. Ví dụ như cỡ 20 phút, 30 phút, thậm chí là khỏe lắm là cỡ 40 phút là mệt là vừa. Còn nếu mà trong khoảng thời gian dài hơn khoảng thời gian đó, bạn đến phòng tập, bạn không biết bạn làm gì nữa. Đôi khi bạn ôm cái máy chạy bộ, bạn đi bộ nửa tiếng đồng hồ, bạn đi cho hư máy ở phòng tập hả bạn, đúng không? Bạn không còn phải làm việc đó, bạn chỉ cần bạn bước lên, bạn bấm số 10, bạn chạy đi 5 phút thôi, bạn mệt và nó hiệu quả mang đến cho bạn. Bạn đến phòng tập không phải để chơi, bạn đến phòng tập để tập luyện hiệu quả. Còn nếu bạn muốn đi chơi, bạn la bar, la cà phê hay gì đó, nhà hàng gì đó, nó khỏe hơn như bạn, đúng không? Phòng tập là nơi để tập, nên hãy dành ít thời gian nghỉ lại, tập luyện hiệu quả, quan sát lại cái kỹ thuật của mình xem có đúng hay không. Bởi vì nếu mà bạn tập sai, bạn tập 30 cái hay 50 cái, bạn cũng không có tác dụng gì cơ thể của bạn hết. Hãy tập chậm, có kiểm soát, tập bụng nó phải vào bụng, nó phải mỏi bụng, tập tay nó phải mỏi tay, tập chân nó phải mỏi chân. Có nhiều người than với mình là anh ơi sao em tập mà nó mỏi quá, thì đúng rồi, bạn tập mỏi nó mới hiệu quả, bạn tập không mỏi bạn ở nhà ngủ đi, bạn tới phòng tập làm gì, đúng không? Rồi,
Chúng ta đến với một vấn đề tiếp theo, đó là dinh dưỡng từ trái cây, đặc biệt là những trái cây họ cam, quýt, bưởi. Một nghiên cứu khoa học, bưởi, cam, quýt và trái cây là những trái cây giàu vitamin C, chất xơ giúp ngăn ngừa đột quỵ, đẩy nhanh quá trình đốt mỡ thừa. Một nghiên cứu tại Sleep Clinic ở San Diego trên những người ăn nửa quả bưởi hay uống khoảng 236ml nước ép bưởi 3 lần mỗi ngày. Mặt khác, họ vẫn ăn uống bình thường. Họ giảm được trung bình khoảng 2kg trong 12 tuần. Còn có người giảm được, thậm chí còn có người giảm được 5kg mà không còn ăn kiêng. Hiệu quả giảm cân trên có thể mang lại do khả năng giảm mức insulin của bưởi. Thử thêm nửa quả bưởi và vài bữa ăn trong ngày, bao gồm cả những buổi ăn trước khi tập. Rồi, chúng ta nói với vấn đề ở bưởi ở đây, nó cũng liên quan đến vấn đề về cáp hấp thu chậm. Nghĩa là khi mà bạn ăn những cái loại trái cây như là cam, bưởi, nó có nhiều chất xơ mà nó có rất nhiều nước, nó sẽ là tạo cho cái bao tử của bạn một cái trạng thái, đó là bạn no ảo. Chắc chắn khi bạn uống khoảng 2 lít nước vào, hoặc là bạn uống khoảng 1 lít nước cam hoặc 1 lít nước bưởi vào, bạn sẽ rất khó ăn nhiều thêm những cái món ăn khác giàu calo. Hoặc là khi mà bạn ăn quá nhiều rau, quá nhiều trái cây, bạn sẽ cực kỳ khó ăn những cái đồ mà hấp thụ đường nhiều, ví dụ như là bắp rang, bơ, bánh ngọt hay sô-cô-la. Bởi vì khi đó bao tử của bạn nó đã được lấp đầy bằng thể tích rất nhiều nước và nhiều chất xơ của những đồ ăn có nhiều chất xơ như cam, bưởi, rau và trái cây. Điều đó dẫn đến việc là cơ thể của bạn nó sẽ báo hiệu là nó no đó rồi, no rồi, nó bắt đầu nó ợ lên rồi, và bạn không còn phải ăn thêm nhiều nữa. Nhưng mà thực chất là trong cái đống đồ ăn mà nhiều nước, nhiều chất xơ đó, nó không có quá nhiều calo cho bạn. Nó làm cho bạn dẫn đến một việc là cái mức insulin trong cơ thể của bạn nó sẽ hấp thụ chậm chậm và từ từ, nó duy trì đều cả ngày. Nó không làm bạn gia tăng đột ngột năng lượng, nó không làm bạn thừa năng lượng. Nó dẫn đến việc là tổng lượng calo trong một ngày bạn nạp vào cơ thể của bạn ít, không nhiều. Bạn hình dung một điều cực kỳ đơn giản, một miếng đường bằng cỡ ngón tay của mình, thường một cái ly trà sữa hay một cái ly chè, họ thừa sức bỏ cho bạn một muỗng đường bằng cà phê, nghĩa bằng cái đốt tay như thế này. Một đốt tay như thế này đủ năng lượng cho bạn chạy 10 km nếu nó là đường. Nhưng mà một đốt tay gì bạn pha vào một ly nước đường hoặc một ly trà sữa hoặc một ly chè, bạn ăn bạn sẽ không hề cảm thấy nó nhiều, nó sẽ rất là ít. Nhưng mà thực chất mức năng lượng của nó rất là cao. Bởi vì bạn nhìn đây, cái bao tử của bạn thấy nó bự bằng bàn tay của mình nè. Bạn đưa cho nó bằng một cái khối lượng đồ ăn nó bằng có ngón tay à, thì sao bạn thấy nó no được, đúng không? Nhưng mà một cái búp súp lơ xanh hay một quả cam, thậm chí là hoặc là một quả bưởi đi, nó to như thế này, lượng chất xơ và nước của nó nhiều như thế này, nhưng mà cả một quả bưởi chưa chắc gì năng lượng của nó bằng được một ngón tay như thế này mà là đường. Nhưng mà bạn đút nguyên quả bưởi vô trong miệng của bạn và bạn cắt là bạn ăn thì đảm bảo một điều á, là bạn sẽ rất là no, đúng không? Bạn sẽ cực kỳ no, và khi đó cái lượng cấm năng lượng của bạn nó sẽ hấp thụ chậm lại và bạn sẽ không cảm thấy đói nữa. Nhưng mà bạn chỉ ăn một miếng đường nhỏ xíu gì, hoặc một miếng sô-cô-la, hoặc một miếng bánh như thế này, bạn sẽ vẫn còn sức để bạn ăn thêm. Và đó là cái bẫy vô tình đã làm cơ thể của bạn thường rất hay dễ bị mỡ thừa và dư mỡ ở phần bụng. Rồi, cái số đo bầm bụng, bầm eo lý tưởng của nữ nó sẽ là bao nhiêu? Lấy chiều cao của bạn chia 2, trừ đi khoảng từ 15 đến 20cm. Ví dụ như là vòng eo 56 thì bạn cao có 1m6 mấy, bạn chia 2 là 8 mấy, bạn trừ đi 20 là còn 56 lý tưởng. Với nam thì trừ đi khoảng 10 nha. Với nữ thì trừ khoảng 20, với nam khoảng 10. Nghĩa là cái mức này, cái mức thon, gọn và đẹp. Ví dụ mình cao 1m8, chia 2 là mình 90cm vòng bụng, đúng không? Mình trừ đi khoảng 10, mình cỡ 80cm là thon, gọn và đẹp. Đó, bạn cứ theo công thức đó bạn tính ra. Nhưng mà đó chỉ là cái mức đẹp, còn cái mức mà an toàn thì nó tất nhiên nó nhiều hơn. Chiều cao chia 2 là ở mức an toàn rồi. An toàn nghĩa là an toàn về mặt sức khỏe và mặt vóc dáng của bạn. Ví dụ như bạn cao 1m7 thì cái chiều bụng, vòng bụng tối đa của bạn nó khoảng tầm 85 là ok. Nhưng mà nếu mà nó vượt qua cái đó 90 thì sẽ rất là xấu. Bình quân phụ nữ ở Việt Nam đảm bảo luôn, rất khó người, rất ít người có thể có được vòng eo dưới 70cm. Đó là tính bình quân nha, từ khi họ quá ốm. Quá ốm không nói nha. Nếu mà ở một mức BMI hợp lý với phụ nữ cỡ 20 điểm, BMI là chiều cao chia cho con nặng bình phương nha. Với một BMI hợp lý ở mức 20 điểm, ví dụ bạn cao 1m6, bạn nặng cỡ 52kg, bạn muốn có một vòng eo thon gọn cỡ tầm 70 trở xuống hoặc là 65 trở xuống,
bắt buộc bạn phải có một chế độ ăn cực kỳ khoa học và một việc tập luyện thể thao thường xuyên. Còn nếu mà suốt ngày bạn cứ ngồi ở văn phòng, đã ngồi nhiều rồi mà cứ pizza, bánh rồi bạn đắp vô nước ngọt, bạn không cách gì có được vòng eo thon gọn, chắc là bạn tập cỡ nào đi chăng nữa, chế độ sức tập của bạn tăng lên rất là nhiều, nhưng cái chế độ ăn nó quyết định những vấn đề đó. Rồi, kết thúc video ở đây. Một điều khuyên cho các bạn một cách đơn giản đó là có rất nhiều cách để giảm mỡ, nhưng một là bạn phải lựa chọn cách đúng, hai là bạn phải duy trì nó. Tất cả những điều mình nói trong video này nó sẽ không bao giờ có hiệu quả nếu bạn chỉ thực hiện nó vài ba ngày, vài ba tuần. Bạn phải thực hiện nó vài ba tháng, một hai năm. Nó sẽ luôn luôn mang lại giá trị về cơ thể và sức khỏe cho bạn. Còn nếu bạn thực hiện mới một hai ngày, một hai tuần bạn cảm thấy nó không hiệu quả, bạn bỏ cuộc thì thua rồi. Mình cũng thua thôi, mình đâu giúp được bạn đâu. Bạn ăn kiêng 1-2 tuần xong sau đó về, bạn quay trở lại một mùa Tết, bạn quất bánh chưng, bánh giò, giò thủ, nem nướng, các kiểu, rồi gà rán, KFC, nước ngọt, pizza, hot dog. Trời ơi, bạn ăn vậy thì mình thua rồi, không cách gì giúp được. Hoặc là bạn quyết tâm bằng tập luyện trong vòng 2 tuần, bạn tập rất là mệt, nhưng mà sau đó vì một lý do nào đó, ABC, XYZ, bạn lại bỏ, bạn không tập, hay khi bạn quay trở lại chế độ tập, bạn rất chủ quan với việc tập luyện. Bạn không tập luyện hiệu quả từng buổi tập, bạn nghỉ quá nhiều giữa các hiệp tập, bạn ngồi bạn bấm điện thoại suốt 20 phút trong một buổi tập, điều đó không hiệu quả cho bạn. Và chắc chắn cơ thể của bạn nó sẽ lại quay trở lại vấn đề cũ, chắc bạn đi hút mỡ luôn, nó cũng vậy à nha. Nên nếu bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, đẹp, điều đầu tiên, cái điều quan trọng nhất là duy trì những thói quen tốt. Mà thói quen tốt thì nó nhiều lắm, vì nó không dễ đâu, nên cố gắng làm nha. Ok, chào tạm biệt các bạn.